Rồi, xin chào chị các bạn, trở lại với chuyên đồng xe hơi. Hôm nay thì em quay thanh lý, gọi là thanh lý thôi. Xe này là xe Mazda CX-3. Đây là con form cũ nhé, màu xám, bên em một ví trong một chiếc. Giá thì thời điểm này cuối năm 2023 tháng 12 thì bên Thaco sẽ ra mắt cái mẫu CX-3 mới hoàn toàn. Cái mức giá nó sẽ cao hơn bản cũ vào khoảng 20 triệu. Đó, thì cái bản này là bản CX-3 phong cũ, thì bên em đang có khuyến mại tiền mặt, phụ kiện kèm theo xe, giá trị nó cũng tương đối lớn. Đó, thì nếu mà mình mua xe này thời điểm này ra biển ở Bắc Ninh, Bắc Giang, thì các bác sẽ ra biển đâu đó vào khoảng 600, 700 hơn một chút thôi, tùy vào bản mình lấy, bản Luxury hoặc là bản Premium. Đây, cụ thể như phiên bản này thì nó sẽ là bản Luxury màu xám. Xa kia thì bên em có một xe màu trắng phiên bản mới hoàn toàn nhé. Mình có thể cân nhắc hai sự lựa chọn, mức giá lệch nhau không nhiều. Tuy nhiên thì bản CX-3 mới thì nó có một số bảng với mức giá nó mềm hơn một chút, đâu đó khoảng dưới 500-600. Đó, thì với phiên bản CX-3 Luxury này với mức giá khoảng hơn 600 thì mình có một chiếc xe khá đầy đủ công nghệ của Thaco rồi, đèn LED này, nới tản nhiệt này. Phải nói là xe này là xe cạnh tranh ở cái phân khúc gầm cao đấy, hạng B, mức giá tầm khoảng Xpander, Velos hoặc là Suzuki XK7, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với bản này, bản Luxury thì chúng ta sẽ có một bộ ghế da này, tuy nhiên nó là chỉnh cơ này, đáng tiếc một tí. Cho phiên bản Premium thì sẽ là chỉnh điện chắc chắn rồi, phanh tay điện tử và auto hold nhá. Cái này có định vị này, cũng có màn hình điều khiển Commander này, điều hòa chỉnh cơ, điều hòa một vùng chỉnh cơ, các cổng kết nối ở đây. Màn hình trung tâm là màn hình analog và hai màn hình thị thông tin bên cạnh. Ngoài ra thì mình có thể thấy như đây là có cruise control này, lễ chuyển số trên vô lăng này, đàm thoại rảnh tay, cơ bản là đầy đủ. Và với cái mức giá này thì các công nghệ tính năng an toàn cũng được trang bị đầy đủ trên phiên bản CX-3 như này. Đó, thì hiện nay mình lăn bánh mẫu xe này nó sẽ rơi vào khoảng sweet spot khoảng 700 hơn 600 một chút nhé. Thì anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp của bên em, để bên em có thể linh động hơn về giá về cái mẫu xe này. Còn các xe khác thì thời điểm này họ chương trình chính sách nó không được khuyến mại được nhiều về tiền mặt, đa phần là phụ kiện tặng kèm cho xe thôi. Lãi suất trả góp thì mình có thể tham khảo vào cái mức vào khoảng 7-8% một năm đầu, với anh chị có hồ sơ tài chính nó tốt và không có dư nợ xấu ở trên ngân hàng. Còn nếu anh chị mà làm tự do hoặc là cần hỗ trợ thêm thì có thể alo trực tiếp cho bên em, lãi suất nó sẽ nhỉnh hơn một chút thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.